Ngày 1 tháng 10, Công an tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2024. Đến dự có đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong đợt đặc xá năm nay, tỉnh Vĩnh Long có 6 phạm nhân đang chấp hành án tại trại tạm giam và 6 phạm nhân đang chấp hành án tại các nhà tạm giữ trên địa bàn tỉnh được nhận quyết định đặc xá. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trà Quang Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự, ghi nhận những cố gắng trong cải tạo của các phạm nhân được đặc xá, đồng thời đề nghị các phạm nhân khi trở về với cộng đồng cần chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú. Đối với các phạm nhân đang chấp hành án, phải nỗ lực hơn trong cải tạo, chấp hành tốt nội quy để sớm có cơ hội được hưởng đặc xá, khoan hồng của Đảng và nhà nước trong thời gian tới. Công tác đặc xá thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, nhà nước và truyền thống nhân văn của dân tộc Việt Nam đối với những người từng phạm lỗi lầm nhưng đã cải tạo tốt, giúp cho những phạm nhân này có điều kiện sớm trở về đoàn tụ với gia đình, người thân, tái hòa nhập với cộng đồng.